xin được gửi lời chào đến những vị khách thân yêu của Thống Nhất Future Home. Một ngày mới lại đến và hôm nay Thống Nhất sẽ đưa các bạn đến thăm một ngôi nhà có cấu trúc vô cùng tinh tế và sang trọng. Hãy cùng vào trong và khám phá xem trong ngôi nhà này có gì nhé. Và tôi là Đàm Nghĩa đến từ Thống Nhất Future Home. Chào bà, lâu lắm thì bọn cháu mới được về thăm ông bà. Giới thiệu các bạn, đây là bà Thành, chủ nhân của căn nhà vô cùng đẹp này. Thì bà ơi, cho cháu hỏi một chút là cháu biết là đại lý của anh Hoàng Năm ấy đã hỗ trợ lắp đặt cái cửa thép vân gỗ cho gia đình nhà mình. Thì sau thời gian sử dụng thì bà có cảm thấy cảm nhận về cái cửa thép này như nào ạ? Thế qua cái cháu Năm nó lắp đặt cửa cho nhà ông bà đây thì ông bà cũng làm được 3 năm rồi. Nhưng mà cảm thấy cửa đáng rất tốt, mở ra mở vào rất nhẹ nhàng. Không có cái gì là cái gì chắc trở cả. Vâng, rất hài lòng đúng không ạ? Vâng. Vâng, thế thì bà ơi, hôm nay cháu xin phép bà được cho đội ngũ cũng như là khán giả được tham quan ngôi nhà của mình một chút được không ạ? Vâng, thế mời các cháu vào trong nhà để tham quan. Dạ vâng, cảm ơn bà. Xin mời. Đây là sản phẩm 4 cánh lạch FH90 2K2, sản phẩm đầu tiên trước khi mở ra không gian vào trong ngôi nhà. Đầu tiên là mẫu cửa chính FH90 2K2. Điểm nhấn nổi bật ở mẫu cửa này là vòng tròn khép kín giữa trung tâm cửa, tạo sự mềm mại và thoải mái hơn so với các hình dạng khác. Sử dụng thiết kế 4 cánh lạch vừa tạo nên được nét thẩm mỹ, phá cách, đồng thời đáp ứng được nhu cầu và công năng sử dụng. Bên trong ngôi nhà thì mẫu sản phẩm được ông bà lựa chọn là mẫu cửa thép một cánh FH10, phù hợp cho các căn phòng nhỏ gọn và riêng tư. Ở mẫu cửa FH10, nhà sản xuất sử dụng duy nhất họa tiết hình chữ nhật trên cánh, theo đuổi phong cách hiện đại với tính chất đơn giản và tối giản. Chi phí hoàn thành một bộ cửa sẽ tùy thuộc vào kích thước cửa lớn hay nhỏ, có gia công phụ kiện đặc biệt hay không. Với những khách hàng đặt cửa ở số lượng càng lớn, khách hàng sẽ có cơ hội nhận mức giá ưu đãi càng cao. Góc ban công là một không gian không thể thiếu cho mỗi ngôi nhà, vậy thì FH9 là sự lựa chọn không thể tốt hơn. Trên khu vực ban công, gia chủ đã lắp đặt mẫu cửa FH9. Mẫu hình FH9 là sự kết hợp của họa tiết hình chữ nhật, hình tam giác, lượn song đối xứng nhau qua trục giữa. Bên trên cánh cửa được thiết kế hai ô kính để tận dụng luồng ánh sáng tự nhiên cho ngôi nhà. Hôm nay bọn con rất cảm ơn bà đã sắp xếp và hỗ trợ anh em được thăm nhà mình. Thì thay mặt quý công ty thì bọn con xin được chúc gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và bình an bà nhé. Vâng. Thế các cháu đã bớt chút thời gian về thăm gia đình ông bà đây thì ông bà cũng cảm ơn các cháu. Dạ vâng, con cảm ơn bà. Con chào bà ạ. Vâng. Còn các bạn thì sao? Các bạn đánh giá thế nào về những sản phẩm của cửa thép vân gỗ Thống Nhất? Chúng tôi luôn ý thức mang đến cho những quý khách hàng những sản phẩm tân tiến, hiện đại và an toàn nhất. Cửa thép vân gỗ Thống Nhất, cửa cho ngôi nhà tương lai.